đến với trang g22.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng. Fuck you. Buồn vai Calico. Ờ, cái này nó giới thiệu cho mình biết là xung quanh có chỗ thay đổi. Mình nhớ trên này có cái gì đấy nhưng mình không nên mình lấy được. Fuck nhau. Thôi thì chấp nhận vậy bạn ui, biết thế nào được bây giờ. Lại chết rồi. Chứ gì đã chết thế, chết sớm quá. Quẩy đấy nào. Nhầm nhọt sang trồng trọt bạn ui. Mình vẫn chưa gọi là tận dụng được cái né một cách gọi là chuẩn xác có lắm. Đấy là lý do ra vừa lại bị chết. Mình khá là buồn về điều đấy và mình chắc chắn là đang có người nào đấy đang chửi mình từ xa rồi. Hú, 1.000 vàng. Thế nên là tôi thì mong mọi người nhận thứ khả năng của bạn Khánh thì ai cũng biết là đến đâu rồi đúng không? Không có gì lạ cả. Tại sao nên mong mọi người đừng chửi làm chi. Fuck you. Chết đi thục chóa. Trên này mình nhìn thấy có một gái. Ây, hồi máu cái đấy thì nó không được nhiều lắm nhưng mà dùng lúc đấy là quá chuẩn rồi. Hây, mày khiếp, lần này được kiếm được nhiều tiền đấy. Ô lại bí mật đây, khiếp, bí mật nhiều thế nhỉ? Hay là vừa lấy mình cũng bí mật nhiều như thế mà mình không nhận được, à mình không nhìn thấy được. Cái skill power đó mình tăng rồi nhưng mà rất tiếc là mình không có skill. My god. Cái này là cái skill này đúng cái level phế vật nhất, cái này cái phế nhập phế vật nhất. Cái bia cha là một trong các những thôi có cái này thì có bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng mà ít nhất thì mình sẽ phải giữ cái dao lại, mình không cần cái cung cho lắm. Ba nghìn bốn ba lần alo. Ôi rồi ôi, ba len blade đam tăng gấp đôi nhưng mà ăn đòn đau gấp đôi. Thực ra ấy tớ chưa đủ gọi là trình độ cao mức đấy nên tớ sẽ lấy cái này. Ok, cái này nó chắc cú hơn đấy, cho mình một sợi trang đấy, đẹp trai. Nhặt cái đồ gì nó cũng sợi trang nó cũng lên, thế nên là thôi cái đấy cho nó chắc cú cho nó đẹp. Thế địch nào quên mất cái vụ. Phải làm gì vậy em ơi? Úi dồi ôi, tiền nữa rồi, nhiều tiền quá. Trai quá các bạn ơi. Đi đâu giờ nhỉ? Xem này đúng không? Ok, từ đã đi đường này đúng không? Mình muốn thôi mình lấy luôn cái này đi nhỉ. Tớ xin luôn đi cho nó xanh chín nha. Rồi. Woo! Nhiều máu chua. Vừa có máu vừa có đam rồi. Bây giờ là cái tầm này ấy thì thằng nào bơi hết ra đây là úi giời ơi lại đam. Chung cái này là random lắm, thế nên là kiểu bạn có chính xác là bạn có may hay không ấy. Nếu mà bạn may thì bạn đồ bạn ngon và bạn khỏe và bạn đánh boss không gặp vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà bạn đen ấy thì đồ thì như thế kia, như cái lúc vừa nãy là bạn sẽ phải chạy nửa map với cái roi điện phế vật. Ok, giờ cho hỏi đi đâu vậy bạn ơi? Tớ không biết đi đâu cả bạn ơi. Chỗ này là cái shop lè, mình nghĩ là mình sẽ phải lên đây. Nó phải lên đây thật đấy. Nhồn. Ha. Ha. Thôi xong rồi. Thôi đừng. Mày ném đi đâu vậy hả? Bon phế vật. Xôi ôi, thấy chưa mọi người thấy chưa? Trình độ khác hẳn không? Đam to vẫn khác hẳn. Không phải trình độ, nó không liên quan gì trình độ nhưng mà kiểu đấy hả? Đẹp trai rồi thì cái gì nó cũng dựa từ từ đã bạn. Thật ra chẳng còn gì nữa. Quẩy lên. Đấy, qua màn một cực nhẹ nhàng thoải mái đơn giản không có vấn đề gì hết luôn ý. Đấy nên là tớ xin well thực ra ấy tầm này có 6 cell thì thôi cho tớ lên cái tớ sẽ lấy cái này, tớ sẽ cộng cho mắc cái này đi. Tại mình chưa mắc cái ông trượt tay quên mất không được cộng hết cái đấy. Hừ, máu mình không còn dùng tí gì luôn mà. Kinh chưa các bạn, thấy tôi kinh chưa, đáng sợ chưa, siêu chưa, không cần tí dùng tí máu đâu cả. Thực ra cái level 1 đấy, cái level 1 kiểu dành cho bọn kiểu cơ bản ấy, giới thiệu sơ qua game. Ở cái tầm đấy mà mình chết nữa thì cũng cần nhắn là cảm thấy hơi bị buồn rồi. Hây. Ấy giời ơi, tại sao mình làm cho đấy nhở, giờ hơi thật. Giờ hơi ăn khấm lợn quá bạn ơi. À con này.
Bây giờ đam tao to hiểu không? Cái tầm này ấy. Ôi cái dao của mình chém hay bị stun nhỉ? Đúng không? Tại sao mày không... Oh, có đồ xịn nè. Úi giời ơi. Tao quét mày. Ném bom chuẩn quá. Cái tội của mày là tội ném bom chuẩn quá. Mày à? Mày làm sao? Mày làm sao? Ném bom ai? Mày làm sao? Ủa chết rồi, chết. Nhồn này. Thấy chua. Con này khi mà đam tôi là to ấy, nó không có vấn đề gì cả. Chẳng qua vừa lấy đem nó bé quá nên nó khổ vậy. Nên không còn đánh con stun nữa. Mày làm sao? À, đúng rồi, đam to. Thực ra cái công nhận là cái đấy để mà nói thì nếu mà tầm đam to ấy thì nó cũng khá là chối thật. Ủa. Thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi, đừng ném nữa bạn ơi. Để chua. Tin chưa? Đấy. Khi mà cái trò này mà mọi người đam đã to rồi thì nó cảm giác là khá là ngầu. Kiểu đi đến đâu quẩy đấy, đứa nào ra chém chết hết luôn rồi đó. Phát chết luôn rồi đó. Có mình nhớ trước mình có nhặt được cái đồ gì mà kiểu crit ấy. Úi giời, cái này có cộng điểm này. Còn cái này là cái này khá là hay ấy. Cái này mình muốn thay cho cái điện lắm đấy. Nhưng mà 3200 hơi trốn. Hơi là short. Có tí gọi là short. Nhưng mà thôi, sau này lấy sau. Làm sao? Thôi được rồi. Làm sao bạn ơi? Ê. Cái giờ chính ra cái dao điện à, cái roi điện của mình chính ra nó cũng đam khá là to ấy. Khi mà đam to thì đúng là khá là dùng khá là thích ấy. Nói chung trò này mục đích chính của bạn là gọi là kiếm được càng nhiều đồ cộng đam càng tốt, bạn càng khỏe thì chơi càng thoải mái, bạn mà đen thì thế nào cũng vậy thôi. Ok, chết tạm đi. 2000 rồi, cố lên nào. 3200 cho để tớ lấy cái Hadouken bắn ra băng nào. Tớ cần trưởng Kamezoko bắn ra băng. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao mình nói như thế, tí nữa mọi người sẽ hiểu. Fuck, chỗ này chả có gì á, thật á. Fuck. Cho cái chỗ kiểu rất mời gọi hả? Có cái hầm mất rất mời gọi vào chả có cái gì. Nó như gọi là cái... Nó thất vọng còn hơn cả mình là làm bố mẹ mình thất vọng. Ai, có tiếp đi. Thôi anh ơi, đừng làm như dưa. Nhân, chết bạ đi. À, cái này lấy được power đúng không nhỉ? Cái power này thì không ngon tại vì... Ôi giời ơi, nó chống đam. Từ từ đã, phải xuống giải quyết cái giờ hơi này. Sợi, ai ổi bom. Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi. Cái gì đây? Cái gì đấy? Cái challenge. Thực ra thì tớ nghĩ là khả năng của tớ nó không... Không giỏi bước vào được cái challenge đâu. Nhưng mà thôi, mình cứ vào cho mọi người biết. Biết đâu lỡ đâu đấy mình được đó. Mọi người đợi tí để mình giải quyết cái thằng hey fuck. Nói to mồm nó cuối cùng ra đánh cho nó vẩy cho phát cào cho phát. Những người chết đi. Còn mày nữa. Fucking hell. Ủa nó quả combo đẹp dai quá. Các anh làm quả combo em hết cả hồn. Đây cái chỗ mà mình nói đây nha. Đáng lẽ mình đến đây trước tầm 3 phút thì có lẽ là mình đã vào được khu đấy rồi. Khu đấy thì mình nghĩ là kiểu challenge cao hơn với cả gọi là đồ thưởng. Tại sao mày lại bay ra đấy trong khi là tao đang... Ê! Thôi. Không cái gì cả. Không gì cả. Từ từ đã, cái cửa đây đúng không? Ok, giờ mình vào cho mọi người xem nó khó như nào nhé. Ok. Thực ra thì cái này cũng... Hey! Hơi khó đối với mình ạ. Hơi khó đối với tớ bạn ơi. Hơi khó tớ. Không phải trâu quá. Tớ. Trong vòng 1 phút thôi đấy nhá. 1 phút thôi đấy nhá. Nào cẩn thận. Úi dồi đông thế. Mình người giết hết bọn này đấy. How can I do this? Ôi thế quái nào mình né được quả đấy. Thế nào vậy? How? Rồi cẩn thận nào. Rồi ok. Hay không? Mình cứ tưởng mình giết được con xanh ấy rồi. Mình cứ tưởng mình giết con xanh ấy rồi. Cứ kiểu mình đánh chỗ đấy có bộ hai con xanh nó đè nhau, khi mình chém một con xanh nó nổ ra, mình cứ tưởng con xanh đấy nó chết rồi. Được quái nào còn con xanh nó đang chất chồng nỗi đau để nó đang đợi mình. 3700 à, thôi tao không có dầu đấy vậy đâu bạn ơi. Tớ không có dầu ở tầm đấy đâu. Đấy là hơi quá đấy. Thế quái nào?
chết đi. Con lợn. Ok, tiền 2800 rồi vẫn chưa đủ tiền. Fuck you. Con thôi. Đây giật điện này, giật điện nhá. Ở dưới nước, riêng tầm dưới nước tao chơi được mày. Rồi, nào cẩn thận nào, từ từ ra cái hai cái con dở hơi này tập quất chúng nó đã. Nhồn. Làm sao? FBI đấy, CIA đấy. Phá cửa tông vào đá chết chúng nó luôn nhờn. Toàn cầm tông vẩy ôi, từ từ đã, đi đường nào giờ? À, mình vẫn chưa đi đường đấy. Ok. Thế quái nào? Thế quái nào? Đi thế quái nào, xong chân chân ngã ra mặt, buồn thật. 3.000 rồi, 3.200 nữa thôi bạn ơi. Thề, có bạn nào cho tớ vay tầm 200 nữa thôi là đẹp dai lắm rồi đấy. Đạo, rồi, cho tao 200 nhanh kìa. Cho tao 200! 200! Đâu? Ok, từ từ có đồ ăn rồi. Nhượng. 200 thôi mà, bạn ơi. Thôi nào, cẩn thận nào. Thì quái nào vậy, mình tay xong cái việc đấy mình hoàn toàn không cần thiết. Ôi dồi, lại bảo vệ. Cái màn bảo vệ này tôi rất là chối nhá. Thế quái nào mà lại lọt khe? Định dẫm vào đầu chưa cả hai đứa, thế quái nào lọt khe? Rất là nhiều trường hợp các bạn có thể các bạn đã từng trải qua. Đấy là khi mà các bạn kiểu muốn giết cả hai đứa thì quái nào lại lọt khe. Quái nào mà mình né được quả đấy? Siêu quá Khánh ơi. Thế nào mà mày lại né được vậy? Ok, 3.300 rồi, quay lại. Tao cần cái ha đố keng. Tao cần cái đóng băng chi thuật. Tao cần phải cái gì đấy, nói chung là Kamezoku băng. Đâu rồi, cái chỗ quái nào? Xa thế, ok. Không sao cả, nó là teleport nên là quay lại mấy hồi. Cho tao cái kia. Mình phải đổi. Mình phải đổi. 243 đam, cái này 131 đam nhưng mà nó dính theo chúng nó. Nhưng mà cái này một nửa đam. Có cái đóng băng này rồi thì cái việc mà chém chúng nó là chuyện đơn giản hơn rất là nhiều. Nó không cần thiết cái việc là mình phải 3.3.4.1. Không cần cái thứ mà gọi là nó bắt theo chúng nó. Mình chỉ cần những gì mình cần là đóng băng nhảy vào chém chúng nó hết. Ok. Giờ thì con lợn chúng mày đâu rồi? Đây nào. Úi dồi ôi, lại lừa. Yep, lại lừa đảo rồi. Lại lừa đảo rồi bạn ơi. Ok. Mở cửa ra nào. Rồi. Chúng ta lại quẩy. Chỗ này là chỗ con chùm đây. Hãy bơi vào đây là bọn chó tao vẫn còn máu đây rồi. Thôi quái nào trượt. Hello. Ô thế nào mà lại thế nào mà. Rồi. Trúng hết. Thế quái nào mà mình trúng được vậy? Từ từ bạn ơi, cho hồi máu cái đó. Ok rồi, hồi máu rồi, ok nào. Thế mày điên à? Mày. Ai? Không. Cả. Thế nào? Mình thề quả đến điêu vai cả đi con. Mình đóng bác nó rồi nhưng mà không trúng. Đôi khi tôi ước gì tôi có khả năng gọi là phản ứng nhanh hơn tí để tôi có thể gọi là bê né được chúng nó, nhưng mà số tôi nó đần độn quá, khả năng của tôi. Ôi, đây cái chỗ giấu mình bảo này không có cái quick bow. Làm sao? Ok, mình sẽ dừng lại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người trong video sau. Mình goodbye.